ra đây mà chả ai chưa mà nào hết chưa. Thôi để diễn cá vậy đủ rồi. Nhau. Ngại dám ngại anh không phải không gặp nhau chưa chắc là không không nói từ ở trên nhà nó nói từ trên nhà nó mà trong cái nó dọn nhà ông kia nói là báo là phải mà tôi không được nữa hả phải ve lúc mà anh ơi quay đi hả quay vô chụp hình quay vậy thì phải bắt nhẹ đi vô 1, 2, 3 ăn mày gì nơi lại biến xa ta đi vòng tay lớn mới để nói xa hà mang đến ba la anh em ta bên gặp nhau mừng như ba đã quay cuồng chơi dòng bàn tay xa thắm tôi rồi còn bị ta cả đôi ta đêm mưa đôi ngày mà bên đi đây là trên đường đi Đà Lạt đi ngang khu tốt ở đây là chương trình của tôi có nam nữ mà nam mà toàn là mỹ nữ không còn nam cũng là già già có thì đây cũng có bằng đích cũng có để Ngọc Ánh là một đại diện ở Sài Gòn một cái đang lên giờ sân quốc tế bay để sẽ trình diễn một bản nhạc cả trước biết sao chưa quý vị cho rằng đây alo alo tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn làm một thứ cỏ cây muốn trong gió và không biết biển. Em có thấy hoa kia mơ mơ trong giây phút đừng kẻ tiền bơi như em hạnh phúc toàn qua mặt rồi giờ đâu còn thì là tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn cười bao thứ khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điên tàn. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời như hạnh phúc thoáng qua mất rồi giờ chỉ còn tìm được nét vui la 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 năm như năm bông hoa nở cùng một cội như năm ngón tay chung một bàn tay đã sống trần vì người như một năm em ta đây năm cái tên thì bên sẽ không còn bên ai nữa không thuộc bài rồi năm và năm em mơ la 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 lên xe ca la 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 giúp dân đời đến nơi thành công toàn dân ơi quyết tâm khắc và đạo đức do tiếp hạng vượt cao dòng sông mờ sương bông ông ca mấy bài thôi luôn nhưng bình minh trầm thấy trên máu hồng
khi tàn nhà quan từ xưa ngập bao nghe buông nhân đam hát khúc hơn nỗi sầu khi đứng từ hôm nay đón chào một ngày mới những mảnh đời bất hạnh còn dài sáng ở nhiều nơi ta hãy đến với nhau mà tâm lòng rộng mở cùng chung một tiếng nói tương lai đẹp tươi sức mạnh của nhân đạo trái tim mỗi chúng ta thắp sáng bao niềm tin và bao ước mơ xa sức mạnh của nhân đạo trong sức trẻ hôm nay lá cờ chữ thập đỏ sẽ mãi mãi phát phơi bay. Xe đang vượt đèo Bảo Lộc. Cái quay này.